Dạ vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác cũng như quý anh chị đang xem kênh Em Trường Bình Dương. Mới nhất trong buổi chiều hôm nay ngày 22 tháng 3, cũng là ngày mùng 1 âm lịch đầu tháng, thì Em Trường xin gửi lời chào và lời chúc đến toàn thể quý cô bác và cũng như quý anh chị, chúc quý cô bác anh chị có một tháng mới thật là nhiều niềm vui, may mắn, gặt hái nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống nha. Thì rất là may mắn luôn. Trong buổi chiều hôm nay Em Trường vừa đi xuống Tân Bình xem xe và mua được mẫu Innova 2015 E bản đủ màu ghi bạc nha cả nhà. Xe này là của một bác trai làm ở phòng khám nha khoa ở trên quận Tân Bình đó. Thì bác vô tình xem kênh của Em Trường và bởi vì không có nhu cầu sử dụng nữa mà để tiền bến bãi tốn kém quá nên bác để lại cho bên em, nhường lại cho những người hữu duyên đến sau. Thì Em Trường nếu xem được video này thì xin bác hãy cho Trường một nút like và bình luận phía dưới video để cho mọi người biết nha. Rồi, và quay lại vấn đề chính ngày hôm nay là mẫu Innova 2015 E bản đủ màu ghi bạc, nước sơn zin còn lên 95%, biển số 51H04066. Đối với mẫu xe này E2015 bản đủ, Em Trường xin cam kết cho cả nhà mình 100% không taxi, không dịch vụ, 100% máy zin và đăng kiểm dài. Đấy, nước sơn zin còn lên 95%. Nếu quý khách hàng lên xem xe không đúng như lời Em Trường tả, Em Trường sẽ gọi lại toàn bộ chi phí đi lại cho cả nhà mình luôn nha. Đấy, cái vấn đề đăng kiểm là đang là vấn đề nhức nhối luôn cả nhà. Đây, tới tháng 12/2023 đó, cả nhà yên tâm, xe đã được chủ nhân dán full phim cách nhiệt cả kính lái luôn nha. Đấy, kính lái, kính hông full đồ chrome luôn. Đấy, nhìn rất là kỹ càng nha. Dán full phim cách nhiệt 3M của Mỹ nha. Bộ phim này dán bèo bèo bây giờ phải 5-6 triệu nha cả nhà. Màu ghi bạc nha. Biển Sài Gòn cực kỳ đẹp, 2015 E bản đủ, không taxi, không dịch vụ, bao cả mình, bao cả nhà mang thầy thợ hoặc là đi tiếp hãng thoải mái. Nếu có taxi, có dịch vụ, Em Trường gửi ngay 50 triệu cho cả nhà mình. Đấy, xe đẹp tuyệt vời, màu ghi bạc, xe đẹp full inox. Nói chung bác này khá là chịu chơi, có 3 ga nóc rồi nè. Đấy, bản đủ được trang bị là sấy sửa kiến nè, gạt mưa sâu, cảm biến lùi, đầy đủ hết. Đấy, cả nhà coi nè, bác rất là chịu chơi nha, đầu tư tiền mua những cái ốp inox rồi nè, nhìn đẹp lắm. Cái này Em Trường cũng mới thấy lần đầu luôn á, sao mà bác này sưu tầm đâu hay cơ ta, nhìn đẹp cơ chứ cả nhà. Đó, thấy chưa, cảm biến lùi đầy đủ hết. Ôi, xe nguyên zin nguyên bản nha, nước sơn zin còn lên đến 95% cho cả nhà mình luôn, đặc biệt 100% không taxi, không dịch vụ. Đấy, sơn si căng bóng luôn. Đấy, cả nhà mua về là sử dụng ốp mẹ chrome đẹp hết. Cả nhà coi hốc cua lốp của nó nè. Đấy, siêu của siêu cộp, hốc cua lốp của nó nè, chưa một lần dặm tỉa nha. Đó, cả nhà coi nè, cái đẹp chưa. Đấy, hốc cua lốp của nó nè, không một một nha. Đấy, ăn tiền nhau nằm ở độ này nè. Đấy, chỉ cua lốp của nó còn nè, có nghĩa là con này chưa đồng sơn, chưa gì hết nha. Rồi, cả nhà mở cửa cùng Em Trường mở ra coi nè, tắp bi của nó nè. Đó, siêu cộp chưa, tắp bi của nó nè. Đó, đẳng cấp luôn, vân gỗ nè, sơn vân gỗ tay cửa mẹ chrome. Đấy, đường sơn keo chỉ của nó đây. Đó, ốc chưa mở luôn. Cả nhà coi, đẹp tuyệt đối nha. Đến nỗi cái tay cửa của nó nè, cái mở của nó nè, có một lớp cao su non mà nó vẫn còn luôn nè cả nhà. Ở trong đây là lớp gỡ nỉ nha, mở ra ở trong là lớp gỡ nỉ. Đấy, đẹp không? Cả nhà coi bắt bản lề được của nó nè, đẹp chưa? Tuyệt vời, trần nỉ ni lông nha cả nhà. Trần bọc nỉ ni lông, con này là nguyên zin nguyên bản nè, chưa có độ chế gì hết. Đấy, bác lớn tuổi đi khá là giữ gìn và sạch sẽ nha. Chủ nhân nào đến sau thì quá là may mắn luôn, sở hữu được một mẫu xe cực kỳ đẹp. Đây, mở cốp sau coi, cả nhà coi nè, đinh bon keo sùng chỉ của nó nè, đinh bon của nó nè, xuất nước sơn zin lên 95%, ốc chưa mở luôn. Cả nhà coi nè, ốc chưa mở luôn, những cái đầu ốc nè chưa mở luôn. Đó, thấy chưa, tiền nào của đó nha cả nhà, đẹp tuyệt đối hết. Đây nè, phụ tùng theo xe nè, con đội nè, đồ mở lớp nè. Đấy, cả nhà coi đẹp chưa. Gầm bệ của nó nè, cả nhà coi bô bọng nè, chưa một lần rỉ sét nha. Đó, chưa rửa ra thôi, rửa ra một cái là bao đẹp luôn cả nhà. Đấy, đẹp tuyệt vời. Con này phải nói một từ là siêu cộp luôn cả nha. Không mua xe này thì không biết cả nhà mua xe nào. Đó, quá đẹp luôn nha, lớp mới nha cả nhà, 2015 mâm phay xước lớp mới, xe đẹp lắm. Từ đây cuối tuần Em Trường về nhiều lắm, bản chung, bản đủ, bản gì cũng có nha. 2015 bản đủ nha. Rồi, bắt bản lờ nè, cả nhà coi nè, đẹp chưa, vô lăng như thế này mà không mua thì mua xe gì, xe zin nguyên bản hết rồi cả nhà. Đấy, hai túi khí nè. Đó, cả nhà coi nè. Đấy, đẹp chưa, tuyệt vời luôn nha cả nhà. Đấy, gài vần tắp bi của nó nè, gài vần tắp bi như thế này mà không mua thì Em Trường cũng không biết cả nhà mua xe nào. Đấy, keo sùng chỉ của nó đây. Đó, đẹp tuyệt đối luôn.
nguyên dinh nguyên bản nha. Chưa có màn hình, vẫn là màn hình GVC. Đấy, nguyên dinh nguyên bản. Đấy, cả nhà coi những tay cửa nè, nhúng văn gỗ nè, đẹp tuyệt đối luôn. Đấy, cửa đóng nhẹ nha, ốp mẹ gờ rôm. Đó, xe rất là đẹp. Lốp 4 cái lốp mới luôn nha, hai phanh trước là hai phanh đĩa, hai phanh sau là tan bố trống. Đấy, cả nhà coi nè. Ồ, đẹp chưa, hốc của lốp của nó chưa. Nhìn một cái là cọp biển Sài Gòn sang trọng và lịch lãm luôn. Đấy, 6 nút lọc phát luôn cả nhà. Đấy, lọc luôn rồi. Đấy, chưa, tuyệt đối luôn. Đèn đồ zin hết luôn, không lô món đồ gì, đẹp tuyệt đối luôn nha cả nhà. Cả nhà coi nè, keo sùng chỉ cabo của nó nè. Thấy chưa, ốc cabo chưa mở luôn nè. Đấy, keo sùng chỉ cabo của nó nè, đẹp tuyệt đối nha. Đó, những cái lỗ đinh tán của nó còn nguyên zin nguyên bản hết. Đó, chưa có lô ra một món đồ nào nha cả nhà. Coi hầm máy của nó nè, trời ơi đẹp chưa cả nhà. Đấy, xe như thế này mà còn cái gì mà đỡ mà chê nữa. Đó, những cái vết xanh của nhà sản xuất luôn nè, chấm xanh chấm đỏ đâu nè. Đây, phanh ABS nè. Đó, cả nhà coi nè, đinh tán tay dằn của nó là zin hết luôn nha cả nhà. Đó, siêu cộp. Đó, kết nước zin nha, đây là kết nước zin theo xe nha. Đấy, cả nhà thấy chưa, tiền nào của đó nha. Bên em Trường có những sản phẩm giá rẻ dành cho quý bà con mua về chạy dịch vụ. Còn quý bà con nào mua về chạy gia đình thì mua những con này, cộp, siêu cộp. Máy móc thì bên em Trường bảo hành cho nhà mình. Đấy, tem máy nè, nhìn còn rất là rõ nè cả nhà, thấy chưa, đẹp tuyệt vời. Máy móc thì bên em Trường bảo hành lên đến 18 tháng sử dụng cho cả nhà, gầm bể là 6 tháng, điện đài cũng như 3 tháng. Đấy, xe rất là đẹp luôn, Innova 2015, e bản đủ màu ghi bạc. Chiếc này bên em Trường để nhà mình với cái giá là 382 triệu đồng, 382 triệu đồng, tiền nào của đó. Cũng có những con Innova giá rẻ 350, 360. Đấy, cả nhà cứ lựa chọn thoải mái, bên em Trường có đầy đủ tất cả các dòng từ 206 cho đến đời 2018 luôn, 19 luôn. Đấy, ngày mai bên em Trường về 14, 15, bản đủ, bản trung, đầy đủ hết. Giá cửa tiền từ 200 cho đến 500 triệu đều có đầy đủ. Để bên em Trường đang cần thu mua, trao đổi các dòng ô tô quay sử dụng của khách hàng đang muốn lên đời xe bán lại hay trao đổi xe thì alo cho em Trường. Và đặc biệt có hoa hồng cho anh em giới thiệu nha, khi giao dịch thành công nha.